Chào các bạn, bữa nay tôi sẽ qua cái bài mà nước tăng lực. Thực sự là nước tăng lực là nó có lợi cho sức khỏe hay là nó có hại nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề. Hiện nay khó mà nhớ hết các nhãn hiệu nước tăng lực được quảng cáo, được bày bán, có lúc tặng khuyến mãi miễn phí, tặng kèm theo khi mua món hàng khác. Làm như đang có một kế hoạch rất to tát của ai đó muốn lập cho mọi người là thành một cái thói quen là uống nước tăng lực. Trước cái câu nói rất quen của các bạn trẻ khi vào quán là cho con bò hút đi. Thực sự như vậy. Nếu nó có tăng thật thì tăng như thế nào? Cái giá phải trả để tăng lực như thế nào? Nước tăng lực của mỗi công ty có công thức chế biến khác nhau, nhưng thành phần chính vẫn là những chất taurin, caffeine, inositol và vitamin nhóm B, đường màu và hương liệu. Ngoài ra, tùy theo mỗi nhà sản xuất, có thể thêm vào một ít mật ong, hoặc sâm, hoặc lysine, hoặc choline. Nhưng phần lớn các chất chính của nước tăng lực đã có sẵn trong mô động vật và ngũ cốc, rau quả, hay trong các thực phẩm như sữa, sô-cô-la, khoai tây, v.v. Riêng về chất taurin, một viện nghiên cứu ở Cộng hòa Liên bang Đức đã cho biết là cho tới nay, chưa có một bằng chứng nào cho thấy taurin có khả năng nâng cao sức lao động của con người. Các vitamin nhóm B thì có hiệu quả nâng cao thể lực, nhưng phải có thời gian chứ không phải uống vào là có tác dụng liền. Uống vào là dư quá vì bị thải theo nước tiểu. Riêng về vitamin B12 có trong một số nước tăng lực thì nên thận trọng đối với những ai bệnh tim mạch. Về chất đường thì còn tệ hơn, hàm lượng quá cao cỡ 40g trong một lon thì rất dễ gây bệnh tiểu đường khi uống nhiều. Như vậy, gọi là có tác dụng tăng lực, nhưng thật ra loại nước ngọt công nghiệp này chỉ có tác dụng kích thích giả tạo. Nhiều lắm là tạo ra cảm giác sảng khoái, có thể cải thiện phần nào năng suất làm việc, tương đương với cà phê hay trà có thêm đường. Nên nhớ trong các cà phê, trà, các nước tăng lực đều có chất caffeine, có tác dụng kích thích thần kinh, giảm buồn ngủ. Nhưng một đứa cháu mà còn trẻ, khi tôi đã quen biết như vậy, khi đã bị nạt, khi nghĩ rằng đầu hôm uống luôn 3 lon bò hút của Thái thì chắc sẽ hết sức tỉnh táo để học bài, khi đến 1 giờ sáng rồi ngủ lấy lại sức. Hậu quả là sau cái đứa cháu này khi học xong thì mất ngủ luôn. Muốn học tiếp thì trong thời cái người nó nặng nề lắm, tim đập mạnh và đến gần sáng thì hầu như là bị tiêu chảy. Đó. Thực sự ra để bắt lên bằng cân mà cân bên lợi bên hại của nước tăng lực thì thấy ngay là một chút công dụng bổ dưỡng nhờ sâm, nhờ mật ong chẳng bù nổi cho giá bán khá mắc và khả năng gây ra bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Đó. Còn trong một cái loại nước cũng gây ảo tưởng nữa là nước yến, thì nó làm cho cái làm gì có nước giải con chim yến với cái giá đó. Thực sự các bạn nghĩ đi, vậy mà biết bao người đã mua làm quà Tết cho nhau rồi nhiều đến nỗi phải biếu qua biếu lại, thấy những sợi lợn cợn trong nước yến mà cứ uống thì ngán quá. Đó là về phần về nước yến và phần về nước tăng lực nhé. Nước yến, riêng yến thì rất bổ, nhưng các bạn nên mua thực sự nó là yến chứ không phải là nước yến. Còn các bạn mua ở ngoài những cái nơi người ta nuôi yến mà người ta đã bán kilo thì nó là tốt hơn. Thực sự như vậy. Đó là hôm nay tôi nói về những cái nước tăng lực không có lợi, chỉ có hại. Nó chỉ là tăng lực giả tạo. Và riêng các bạn uống nước yến thì thực sự cũng không phải là nước yến đâu, mà có chút xíu ở trong đó thôi, còn chủ yếu là đường hoặc là mật ong người ta cho vào để cho các bạn có cảm giác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài